Hello các bạn, mình là Canxi Gamer. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một plugin hỗ trợ điểm danh theo ngày ở trong Minecraft Server. Plugin này có tên là Live Sign In các bạn nha. Hiện tại, plugin này sẽ hỗ trợ cho các bạn phiên bản từ 1.7 đến 1.20. Nếu các bạn lưu ý khi cài đặt vào trong Minecraft Server. Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt trong phần config của plugin này. Ở trong phần config, giá trị đầu tiên các bạn có đó chính là yêu cầu người chơi phải online đủ thời gian mới có thể điểm danh. Có nghĩa là khi người chơi vào trong game họ nhập cái lệnh để điểm xanh thì họ không thể nào điểm xanh được các bạn nha bắt buộc họ phải chờ đúng thời gian là 3 phút tất nhiên là thời gian các bạn cài đặt tại vị trí này thì các bạn cài đặt thì họ mới có thể điểm xanh được nếu chỉ đủ thời gian thì họ không thể nào điểm xanh các bạn nha phần này mặc định nó sẽ không có bọc lên nếu các bạn muốn thì các bạn thể bật lên để cho người chơi yêu cầu online mới được điểm xanh các bạn nha thì các bạn lựa chọn tiếp theo các bạn có đó chính là nhắc nhở người chơi điểm danh hay không phần này mặc định là bật các bạn nha đối với những người chơi mà chưa điểm danh khi họ vào server thì nó sẽ thị thông báo đó chính là người chơi này vẫn chưa điểm danh và hãy nhấn vào đây để điểm danh kiểu như vậy nếu các bạn muốn tắt thì có thể tắt các bạn nha ở trong phần điểm danh này nó sẽ có cái phần đó chính là tự động điểm danh và phần này mặc định là phone các bạn nha nếu các bạn muốn nó tự động điểm danh thì các bạn để lại chu cho mình tiếp theo các bạn có cho mình đó chính là thẻ điểm danh bù các bạn nha thẻ điểm danh bù sẽ có tác dụng gì các bạn chỉ đọc cái tên thôi cũng biết rồi đúng không đó là một số ngày các bạn không có online vào game được này hay là một số ngày các bạn quên điểm danh thì thẻ điểm danh bù này sẽ giải quyết vấn đề đó các bạn nha khi các bạn điểm danh bù các bạn phải có thể này thì nó mới cho phép các bạn điểm danh. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Ở đây nó sẽ có cài đặt như là thời gian chờ mỗi lần điểm danh bù có nghĩa là các bạn điểm danh bù xong các bạn sẽ chờ khoảng 5 giây để điểm danh bù lần tiếp theo kiểu như vậy các bạn nhé đây sẽ là yêu cầu về số lượng thẻ để điểm danh bù ở đây là một thẻ các bạn nhé ở đây nó sẽ có một cái phần là số ngày nhỏ nhất có nghĩa là các bạn không thể nào điểm danh bù trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 mặc định đây chính là ngày khai sinh ra blockchain này hay cụ thể hơn là phiên bản đầu tiên của cái này các bạn nhé ở đây nó sẽ có cái phần là yêu cầu vật phẩm. Ở phần yêu cầu vật phẩm này các bạn sẽ có cái phần là enable là phone hoặc là chu. Nếu các bạn để là phone này thì vật phẩm nó sẽ là hiển thị ảo các bạn nha. Và nó sẽ không hiển thị trong kho đồ hay là trong túi đồ gì cả. Mà nó sẽ được lưu trữ trong dữ liệu của người chơi. Các bạn lưu ý như vậy cho mình các bạn nha. Để kiểm tra được người chơi có bao nhiêu thẻ điểm xanh bù, các bạn sẽ nhập lệnh đó chính là Show info và nhập tên người chơi ra để kiểm tra các bạn nha. Kiểu như vậy. Còn các bạn để cái đặt là chu thì nó sẽ hiển thị vật phẩm như cài đặt tại cái custom item tại đây các bạn nha tất nhiên nó sẽ cài đặt ở trong phần là custom atm tại đây Đây sẽ là cái phần cài đặt cho cái thị điểm sân vụ các bạn nha tôi các bạn cài đặt cuối cùng các bạn có cho mình đó chính là phần cài đặt về quyền các bạn nha phần này thì các bạn hãy từ tùy chỉnh mình sẽ bỏ qua nó các bạn nha những phần này các bạn để là default là chu thì những người chơi có thể sử dụng được các bạn nha các bạn lưu ý cho mình vấn đề này sau khi đã cài đặt xong phần config rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần giao diện trong game các bạn nha các bạn chỉ cần nhập cho mình đó chính là phần điểm danh Tất nhiên đây là câu lệnh mình đã tùy chỉnh rồi các bạn nha Còn nếu đúng thì các bạn nhập cho mình đó chính là Sign in và giao diện các bạn nha GUI Thì nó sẽ mở ra cái giao diện cho các bạn Ở đây nó sẽ hiển thị ra giao diện điểm danh của tháng hiện tại các bạn nha Như các bạn thấy là tháng 10 và ngày 12 Ở đây thì mình đã điểm danh đủ 12 ngày rồi các bạn nha Các bạn có thể kiểm tra là tháng sau Hoặc là tháng trước cũng được thì các bạn lựa chọn Khi nó hiển thị dấu ít như thế này các bạn Chứ có nghĩa là ngày hôm đó các bạn vẫn chưa điểm danh và các bạn có thể nhấn chuột phải từ điểm danh bù như các bạn thấy nha, hiện tại hiển thị đó chính là bạn có thể sử dụng cái card tức là cái phiếu điểm xanh ấy để điểm danh bù các bạn nha, mình sẽ việc khó nó. Số phiếu bạn đang có là 89 phiếu, kiểu như vậy bây giờ bấm chuột phải này. À, để điểm danh bù các bạn nha. Nếu các bạn muốn kiểm tra tổng số lần để điểm danh rồi thì các bạn có thể chi chuột tại cái hình ở skin của bạn tại đây. Thế nó sẽ hiển thị ra tổng số lần các bạn để điểm danh các bạn nha. Ví dụ ở đây thì mình ví dụ ở đây nó hiển thị đó chính là mình đã điểm danh có 13 ngày rồi các bạn nha trong tháng 10 thì 12 ngày và trong tháng 9 thì được một ngày kiểu như vậy ở đây thì nó sẽ có nút là thoát khỏi cái giao diện này cũng như là nút sẽ trở về cái menu chính ở hiện tại cái nút trở về menu chính nó không hoạt động được các bạn nhé bởi vì là à, mình chơi có cái menu khác giao diện khác hay là câu lệnh khác gì cả cho đâu nhóm họ không có gì cả các bạn à và đó chính là phần giao diện điểm danh các bạn nhé tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt phần thưởng cho việc điểm danh các bạn nhé à, đầu tiên các bạn có cho mình đấy là độ ưu tiên của các nhóm tính từ trên xuống Ví dụ như các bạn có nhóm VIP và nhóm default. Nhóm default là nhóm mặc định cho bạn nha, tức là những người chơi bình thường member ấy. Còn nhóm VIP là những người chơi thuộc nhóm VIP. Người chơi ở nhóm nào thì sẽ nhận phần thưởng của nhóm đó các bạn nha. Với các bạn lưu ý cho mình là ở trong phần config, Thì sẽ có một cái cài đặt đó chính là à, cho phép nhận thưởng nhiều nhóm. Phần này mặc định là phone các bạn nha. Nếu các bạn để là chưa ý thì cái người nhóm VIP họ sẽ nhận được phần thưởng của nhóm VIP và nhóm default luôn. Nếu các bạn lưu ý cho mình các bạn nhé đầu tiên là nhóm mặc định các bạn nha các bạn lưu ý là nhóm này các bạn không thể xóa các bạn nha các bạn sẽ có cho mình là chính là trình kích hợp khi mà người chơi điểm danh bình thường các bạn nha nó sẽ có đó chính là tin nhắn thông báo khi nhận thưởng này f tin nhắn này thì các bạn tự tùy chỉnh nha tiếp theo sẽ là vật phẩm các bạn nha ví dụ như những người chơi ở nhóm mặc định này khi ở điểm danh thì họ sẽ nhận được những vật phẩm gì ở đây chúng ta có là một kim cương ba phôi vàng sáu phôi sắt kiểu như vậy ở đây mình có lấy ví dụ cho các bạn về định dạng phần thưởng các bạn nha. Các bạn phải định dạng đúng như vậy các bạn nha. Đây, tên vật phẩm và hai chấm, số lượng. Còn nếu các bạn muốn người chơi nhận ngẫu nhiên uh, khoảng bao nhiêu vật phẩm đó thì các bạn có thể đặt theo kiểu là min max các bạn nha. Ở đây mình có ví dụ đó chính là tên vật phẩm này hai chấm sáu uh, số vật phẩm thấp nhất và số vật phẩm tối đa các bạn nha. Kiểu như vậy chúng ta có là uh, kim cương hai chấm 1 đến 3 có nghĩa là người chơi sẽ nhận ngẫu nhiên từ một đến ba kim cương khi điểm danh. Kiểu như vậy các bạn nha. Thì các bạn lựa chọn Tiếp theo, các bạn có cho mình đó chính là tùy chọn tin nhắn thông báo cho mọi người khi người chơi để điểm danh. Ở phần này các bạn hãy tự tùy chỉnh được các bạn nha. Các bạn muốn thì các bạn có thể xóa cái dòng này đi, à, enter xuống cho mình các bạn nha. Và nhập cái gọi tin nhắn các bạn muốn hiển thị ra là gì thì các bạn lựa chọn. Và nếu các bạn không cài đặt thì các bạn sẽ tắt cho mình các bạn nha. Các bạn để hai dấu ngọt vuông để tắt các bạn nha, không có để trống, nếu để trống nó sẽ bị lỗi. Các bạn lưu ý giúp mình. Tiếp theo các bạn có cho mình đó chính là cài đặt âm thanh khi điểm danh. Phần này các bạn tự tùy chỉnh các bạn nha. Ở đây mình sẽ để mặc định các bạn sẽ có định dạng là chính là tên của cái âm thanh các bạn muốn cài đặt các bạn nha tiếp theo sẽ là âm lượng này tiếp theo nó sẽ có là cao độ các bạn nha cuối cùng nó sẽ có là mọi người chơi có nghe thấy được âm thanh này hay không mà đây là không các bạn nha thì các bạn tùy chỉnh ở đây các bạn sẽ có cho mình đó chính là thực hiện lệnh khi điểm danh Cái nghĩa là khi người chơi điểm danh xong rồi đúng không nhóm vào phần điểm danh thì nó sẽ nhọn cái phần thưởng này rồi đây là phần thưởng mặc định các bạn nha sau đó nó sẽ thực hiện câu lệnh dưới đây nó có cài đặt các bạn nha phần này mặc định thì mình không có cài đặt nếu các bạn muốn thì các bạn hơi tự tùy chỉnh cũng được ở đây nó sẽ có 3 dạng thực hiện các bạn nha đó chính là uh, player off và server các bạn nhé ở đây mình có ví dụ hết rồi đơn giản các bạn bấm cho mình như thế này đây bấm ra là server đúng chưa như thế này các bạn hai chấm này say hello kiểu thế này đi đúng chưa đó thì khi người chơi nhấn vào phần điểm danh sau khi nhận xong phần thưởng lại vật phẩm rồi thì nó sẽ thực hiện câu lệnh là say hello ở trên console các bạn nhé còn ngược lại nếu các bạn nhập là ob như thế này thì nó sẽ thực hiện dưới dạng là người chơi nhưng mà có quyền thực thi các bạn nha. Ấy tức là nếu như không có quyền thì nó sẽ bỏ qua không có quyền đó và nó thực thi câu lệnh luôn. Còn nếu các bạn để mặc định, đây các bạn để trống thế này đi. Thì nếu người chơi có quyền thì nó mới thực hiện được câu lệnh là say hello các bạn nha. Còn nếu người chơi không có quyền thì thôi, không thực hiện được. Các bạn lưu ý cho mình như vậy các bạn nha. Và các bạn lưu ý là khi các bạn cài đặt câu lệnh thì các bạn sẽ xóa hai dấu con vuông này các bạn nha. Nếu các bạn để hai dấu con vuông như này thì nó sẽ không thực hiện được câu lệnh. Các bạn lưu ý cho mình. Ở đây thì mình không có thực hiện câu lệnh cho nó mình sẽ xóa đi. Đấy mình để theo giá ngọc cua các bạn nha. Như vậy là chúng ta vừa cài đặt xong cái việc là điểm danh cơ bản hàng ngày. Tiếp theo sẽ là cài đặt cho việc điểm danh bù các bạn nha. Ở phần điểm danh bù nó sẽ có một cái gọi là tùy chọn để chặn các phần thưởng đặc biệt khi điểm danh bù. Ở đây các bạn sẽ có bốn phần thưởng đặc biệt các bạn nha. Đầu tiên các bạn có đó chính là chặn phần thưởng ngày đặc biệt. Ở đây nó sẽ là ngày tháng cụ thể các bạn nha. Mà lấy ví dụ như ngày 12 tháng 10 là ngày mở server đúng không? Là ngày đặc biệt của server các bạn bởi vì nó là ngày khai mở server ấy nếu những người chơi họ quên điểm xanh ngày này ấy sang ngày 13 tháng 10 họ điểm danh bù lại thì họ sẽ không nhận được phần thưởng đặc biệt ở trong ngày 3 tháng 10 nữa các bạn nha kiểu như vậy tiếp theo các bạn có cho mình đó chính là chọn phần thưởng ngày đặc biệt trong tuần các bạn nha ở cái này không phải là trong tuần các bạn nha mình ghi nhầm đấy cái này thật sự là hàng tuần đấy nó sẽ có một cái cài đặt khá là hay đó chính là ngày đặc biệt hàng tuần ví dụ các bạn muốn thứ năm sẽ là ngày đặc biệt hàng tuần đúng chưa thì các bạn sẽ cài đặt một phần thưởng gì đó nếu người chơi quên điểm danh ngày hôm đó thì điểm danh lại không nhận được phần thưởng này Kiểu như vậy các bạn nha Ngoài ra các bạn còn có đó chính là Chặn phần thưởng khi đủ số lần điểm danh nhất định Ví dụ người chơi này đạt đủ số lần điểm danh là 100 lần, 200 lần gì đó thì nó sẽ có những phần thưởng gọi là đặc biệt Các bạn có muốn ngăn chặn hay không thì các bạn lựa chọn Ở đây nó sẽ có đó chính là Chặn phần thưởng điểm danh liên tiếp trong tháng Ví dụ như trong tháng này Người chơi này điểm danh liên tiếp 30 lần Thì nhận được phần thưởng gì? 15 lần thì nhận được phần thưởng gì thì các bạn lựa chọn có chặn hay không các bạn nhé tương tự các bạn cũng có phần đó chính là cài đặt âm thanh các bạn nha và cũng như là phần thưởng điểm danh bù thì các bạn lựa chọn nếu các bạn muốn là điểm danh bù sẽ không nhận được phần thưởng thì các bạn sẽ bỏ qua phần gọi là reward item này các bạn nhé xóa nó đi và để hai dấu ngọc vuông là được các bạn nhé tiếp theo sẽ là một số cài đặt trong việc điểm danh các bạn nha đầu tiên các bạn có cho mình đó chính là kết hợp phần thưởng khi điểm danh liên tiếp nhất định ở đây nó có hai mức đó là 3 và 7 có nghĩa là nếu các bạn vào server các bạn điểm xanh liên tiếp 3 ngày đúng không? Thì nó sẽ nhận được phần thưởng như thế này. Tương tự 7 ngày sẽ như thế này các bạn nha. Tất nhiên nó sẽ tương tự nhau nó đều có tin nhắn này, có thông báo với những người chơi khác hay không. Cái âm thanh nhận phần thưởng là gì và cái phần thưởng nhận được là gì. Nếu các bạn muốn, các bạn cũng có thể cài đặt thêm cái phần command nữa các bạn nha. Thì các bạn lựa chọn. Và các bạn lưu ý cho mình là nó sẽ có thêm một giá trị nữa các bạn nha. Đó chính là giá trị có khi đề phần thưởng mặc định hay không các bạn nha. Nếu các bạn đã phần này là chu thì có nghĩa là phần thưởng mặc định điểm danh ở đây nó sẽ không được kích hoạt các bạn nha thế vào đó nó sẽ gọi là nhận được phần thưởng tùy chỉnh ở trong này các bạn lưu ý cho mình như vậy các bạn nha còn nếu các bạn để cái phần gọi là ghi để phần thưởng mặc định là phone thì có nghĩa là nó sẽ vừa nhận được phần thưởng ở trong này cũng như là vừa nhận được phần thưởng ở trong cái phần mặc định luôn các bạn nha đấy nên các bạn lưu ý cài đặt về phone hoặc là chưa ở cái phần là override default rewards các bạn nha các bạn lưu ý cho mình như vậy thêm một điều lưu ý nữa là gì là cái phần thưởng ở đây nó chỉ kích hoạt được một lần thôi các bạn nha nó không kích hoạt được nhiều lần tiếp theo các bạn có cho mình là chỉ là kích hoạt phần thưởng khi điểm danh các bạn nha và lưu ý đây là phần thưởng lặp lại các bạn nha à, nếu như nói ra thì các bạn có thể khó hiểu cho đó mình sẽ lấy ví dụ trong cái giao diện luôn các bạn nha chúng ta sẽ vào lại kia và nhập lại là điểm danh enter này Mình lấy ví dụ nha mình điểm danh là ngày 1, ngày 2, ngày 3 đúng chưa? Và quay trở lại trong cái phần reward setting này. Chúng ta điểm danh liên tiếp 3 ngày đúng chưa? chúng ta nhận được là đây đây là những vật phẩm nhận được các bạn nha rồi sau đó mình điểm xanh tiếp là ngày 4 ngày 5 về 6 lúc này mình sẽ không nhận được những vật phẩm ở đây nữa các bạn à thay vào đó mình sẽ nhận được những vật phẩm ở đây đó chính là vật phẩm là chai táo vàng các bạn nha tương tự ngày 7 ngày 8 ngày 9 tức là mình đã được điểm xanh 3 ngày rồi nó là một chu kỳ các bạn nha do đó mình tiếp tục nhận được một chai táo vàng kiểu như vậy các bạn nha ở đây mình đã có cài đặt việc hỏi tin nhắn ra để các bạn hiểu hơn ví dụ chúng ta có là bạn điểm danh định kỳ liên tiếp 3 ngày nhận thêm một vài tá vàng kiểu như vậy các bạn nhé nếu các bạn muốn thì các bạn cũng có thể gọi là 7 ngày liên tiếp này hay là 10 ngày 15 ngày gì đó thì các bạn cài đặt tiếp theo các bạn có cho mình đó chính là kích hoạt khi điểm danh vào một ngày đặc biệt các bạn nhé hay cụ thể hơn nó sẽ là ngày đặc biệt trong tuần các bạn nhé ví dụ các bạn muốn thứ hai sẽ là ngày đầu tuần đúng không thì sẽ nhận được phần thưởng gì đó kiểu như vậy thì các bạn lựa chọn và nó sẽ áp dụng theo con số các bạn nha. Chúng ta có từ 1 đến 7 tương đứng là thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật các bạn nha ở đây nó sẽ có là số 7 tức là chủ nhật các bạn nha và nó sẽ có nhiều phần thưởng gì đó thì các bạn tự cài đặt tiếp theo các bạn có cho mình đó chính là kết hợp khi tổng số lần điểm danh đạt đến một số nhất định các bạn nha ở đây ví dụ là các bạn điểm danh 100 lần thì các bạn sẽ được nhiều phần thưởng gì đó thì các bạn cài đặt tương tự các bạn cũng có cho mình đó chính là kết hợp khi tổng số lần điểm xanh đạt đến số lần nhất định và nó sẽ là vòng lặp tương tự với điểm danh theo chu kỳ là 3 ngày các bạn nha thì các bạn điểm danh còn lại 100 lần lần thứ hai thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu ra tiền phần thưởng là gì đó thì các bạn cài đặt tiếp theo các bạn có cho mình đó chính là kết hợp khi điểm danh vào ngày đặc biệt các bạn nha lưu ý là ngày tháng cụ thể các bạn nha ở đây nó sẽ có đó chính là định dạng là tháng trước ngày sau Với các bạn lưu ý nha nếu các bạn cài đặt những cái ngày tháng mà nó có một số ấy thì các bạn phải thêm số không phía trước cho mình các bạn nha nó không thì nó sẽ bị lỗi và nó không có nhận được giá trị các bạn lưu ý cho mình ở đây các bạn còn có đó chính là kết hợp khi điểm danh vào một khoảng thời gian đặc biệt các bạn nha các bạn sẽ tùy chỉnh cái thời gian đặc biệt từ điểm danh luôn khá là hay ở đây nó sẽ có định dạng là giờ phút về giây các bạn nha các bạn sẽ có một số cái option hay cụ thể hơn là các tùy chọn là đúng giờ này điểm danh sau thời gian này hay là điểm danh trước thời gian này các bạn nha ở đây mặc định nó sẽ là điểm danh sau thời gian tức là sau 10 giờ 30 thì nó sẽ gọi là nhận được cái phần thưởng rất đặc biệt kiểu như vậy các bạn nha Ở đây các bạn sẽ có cho mình cái phần là thời gian giới hạn các bạn nha Ở phần cái thời gian giới hạn này nó sẽ áp dụng được cho cái phần là after this time hoặc là before this time các bạn nha Nó không áp dụng được cho cái on time Các bạn lưu ý cho mình như vậy các bạn nha Ví dụ các bạn có thời gian giới hạn là từ 22h30 đến 23h59 phút 59 giây Tức là các bạn điểm danh trong khoảng thời gian này các bạn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt gì đó cái nếu các bạn không điểm danh thì coi như các bạn không điểm danh ngày hôm đó hoặc là các bạn điểm danh trước rồi thì các bạn sẽ không nhận được bò tên đặc biệt kiểu như vậy các bạn nhé tương tự các bạn cũng có cái đặt là chính là điểm danh vào lúc 3 giờ sáng đây và cái phần này thì nó cũng có phần là thời gian giới hạn các bạn nha nếu các bạn đặt là 0 giờ 00 phút 00 giây thì nó sẽ hiểu cho các bạn là chính là kết hợp trong khoảng thời gian là từ 00 giờ 00 phút đến 3 giờ các bạn nha kiểu như vậy các bạn lưu ý cho mình vấn đề này nhé ở đây các bạn sẽ có một cái khác là hay đó chính là kết hợp khi được làm mới bạn xếp hạng điểm danh có nghĩa là nếu như ngày hôm đó các bạn là người điểm danh đầu tiên, đúng không? Thì bạn sẽ nhận được phần thưởng gì đó. Kiểu như vậy các bạn nha. Ví dụ các bạn muốn thì các bạn để số 2 thì nó sẽ hiểu rằng là người điểm danh thứ hai, để số 3 thì nó sẽ hiểu là người điểm danh thứ ba. Đây nó sẽ xếp hạng là người điểm danh đầu tiên này, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm và các con số xếp sau các bạn nha. Kiểu như vậy thì các bạn cài đặt. Ở đây nó sẽ có đó chính là kết hợp hay điểm danh liên tiếp trong mỗi tháng các bạn nha. Ví dụ ở đây các bạn cài đặt là số 15 đúng chưa thì nó sẽ hiểu rằng là các bạn phải điểm danh liên tiếp 15 ngày ở trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 để nhận được phần thưởng đặc biệt là cái khối sắt nó kiểu như vậy đó các bạn à. à. Còn nếu các bạn muốn thêm những tháng khác thì có thể nhập vào đây. Phẩy này tháng 10, tháng 11 kiểu như vậy các bạn nha. Thì các bạn lựa chọn khác với cái phần kích hoạt khi điểm danh liên tiếp các bạn nha. Ở đây các bạn sẽ có cho mình là kích hoạt khi tổng số lần điểm danh đạt đến một số lần nhất định. Ở cái này các bạn không cần phải điểm danh liên tiếp các bạn nha, các bạn điểm danh đầu tháng, cuối tháng, giữa tháng gì đó Như sau đủ 15 lọt là được các bạn nha, các bạn sẽ nhận được phần thưởng như thế này Còn ở phần này bắt buộc các bạn phải điểm danh là đủ 15 lọt liên tiếp các bạn nha Nếu không thì nó sẽ không có tính được, các bạn lưu ý cho mình như vậy Như vậy là mình vừa giới thiệu sơ qua cho các bạn về các cài đặt điểm danh có trong gọi là cái nhóm default tức là nhóm người chơi mặc định các bạn nha Đối với những nhóm người chơi khác, VIP, MVP, King hay là cái gì đó thì nó cũng tương tự trong mọi nhóm các bạn tạo nó sẽ yêu cầu các bạn đó chính là quyền các bạn nha và người chơi có quyền này thì mới áp dụng được cái nhóm gọi là viết các bạn nha nếu như không có quyền này thì không áp dụng được mà họ sẽ áp dụng cái nhóm default các bạn lưu ý cho mình như vậy mọi phần cài đặt nó đều tương tự nhau khác ở chỗ là phần thưởng các bạn sẽ tùy chọn ví dụ như nhóm vip thì nó sẽ có phần thưởng nhiều hơn là nhóm uh, uh, default kiểu như vậy thì các bạn lựa chọn sau khi đã cài đặt xong phần thưởng cái điểm danh tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần là cài đặt giao diện các bạn nha ở trong phần học giao diện các bạn sẽ tùy chỉnh gọi là tên tiếng việt lại nếu các bạn muốn ví dụ như mình ở đây thì mình sẽ tùy chỉnh rằng là điểm xanh đúng chưa đây đây là phần điểm xanh mình tùy chỉnh các bạn nha và cái uh, định dạng lại ngày tháng năm luôn đây ngày tháng năm mặc lên thì nó sẽ là uh, 5 năm tháng và ngày các bạn nha mình đã định dạng lại rồi ở đây là hiển thị cho một số vật phẩm ở trên cái giao diện các bạn nha mà lấy ví dụ là đã điểm xanh rồi hay là chưa điểm xanh hay là uh, chưa có gì hết có nghĩa là chưa đến ngày điểm xanh các bạn nha thì nó sẽ hiển thị như thế này Mặc định thì nó sẽ thị ra là đồng người chơi các bạn nhé Nếu các bạn không muốn thì các bạn sẽ để lại những vật phẩm mà các bạn muốn Ví dụ như là cái rương này, ender hay là ngọc gì đó thì các bạn lựa chọn nhé Ở đây thì mình sẽ để mặc định Ở phía dưới này các bạn cũng có thể tùy chọn việc hóa lại nếu các bạn muốn các bạn nha Ở cái phần là Open Menu thì nó sẽ có cái phần là Command các bạn nha Các bạn sẽ nhập câu lệnh mở menu ở trong server của các bạn lên Để cho người chơi khi mà họ nhấn vào cái phần là trở về cái menu ở đây các bạn nha đây trở về cái menu chính ấy, thì nó sẽ trở về và là quay về lại cái menu chính của server các bạn các bạn nhé thì các bạn cài đặt cuối cùng sẽ là phần tùy chỉnh vật phẩm các bạn nha ở đây các bạn sẽ có hai vật phẩm mặc định đó chính là uh, super hay là cái phiếu điểm danh bù các bạn nha nếu các bạn muốn các bạn có thể gọi là điểm danh sau đó các bạn là việc khó lại cái phần này các bạn nha sau đó các bạn sẽ đổi gọi là cái hiển thị nó là cái gì đó thay vì tờ giấy thì các bạn lựa chọn và tất nhiên là vật phẩm trong cái Custom Item này nó sẽ được sử dụng ở trong phòng Reboot setting bình thường các bạn nha. Mình lấy ví dụ với cái gọi là Super Diamond Sword các bạn nha. Tương tự thôi các bạn chỉ cần cài đặt lại cái phần reward Item ở đây. Các bạn xóa đi này, các bạn dán nó vào như thế này là được các bạn nha. Vậy là quý các bạn sẽ dùng cái ID của nó các bạn nha. Và đây chính là ID của nó các bạn nha. Các bạn không có dùng cái tên ở đây mà dùng ID cho mình các bạn nha. Các bạn lấy cho mình như vậy như vậy là khi người chơi điểm ra thì họ sẽ nhận được đó chính là cây kiếm kim cương các bạn nha cũng như là sáu phôi sắt và ba phôi vàng kiểu như vậy video mình hướng dẫn cho các bạn về plugin hỗ trợ điểm sang theo ngày ở trong minecraft server đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nếu các bạn thấy video này hay đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký kênh thích và chia sẻ ủng hộ mình cảm ơn các bạn nhiều hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye